lập từ năm 1999, tức là đã qua 13 năm hoạt động. Thì trong quá trình hoạt động là đã dạy nghề và tạo việc làm cho là trên 600 em học viên. Hiện nay thì có là 100 em đang làm việc tại 20 Nhật Lệ đây và A Lưới. Vào làm việc ở trung tâm Hy Vọng, em học hỏi được rất nhiều điều. Đó là trước tiên là làm việc theo nhóm và làm việc theo tập thể. Đối tượng chính mà làm việc tại đây là bao gồm các em khuyết tật, các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một số em là thuộc các dân tộc thiểu số vùng núi A Lưới. Em có nguyện vọng là sẽ học được những kỹ năng làm việc và những phương pháp làm việc hiệu quả để trong công việc của mình được tốt hơn. Chúng tôi cũng đã nhận được là một cái số vốn khá là lớn. Và từ đó chúng tôi mua được trang bị các cái máy móc, thêm một dây chuyền máy về để may, để mở rộng thêm sản xuất và các cái máy chuyên dùng khác để có thể là tạo làm cho cái năng suất của các em được cao lên, cái năng suất cao và giảm giá thành xuống. Do đó mà cái giá hiện nay chúng tôi có thể cạnh tranh với trên thị trường với các cái doanh nghiệp khác. Chân vào đây là bước ngoặt của cuộc đời. Nếu như thời đang ở nhà thì em chỉ biết thụ động, thì biết quấn quẩn trong làng trong xóm. Còn khi biết được bước chân ra ngoài xã hội, em được học hỏi được nhiều kỹ năng sống cho bản thân cũng như để có thể tự lập nuôi sống bản thân mình, không phụ thuộc vào gia đình.